Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc. Hiện giờ là chiều tối ngày 23 tháng 4 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục có những ký phần hàng, những loại lan để chia sẻ với mọi người. Trong chiều tối ngày hôm nay, các bạn đặt hàng thì nếu mà các bạn mà xem mà khuya quá 10 giờ đêm á thì các bạn cũng có thể nhắn tin đặt hàng với cơ sở chúng em, hoặc là sáng mai các bạn đặt gọi điện từ 7 giờ sáng để đặt hàng với cơ sở chúng em sau cũng được nhé. Đấy, em nói trước vậy ạ. Thì nay đang là 6 giờ tối rồi thì chúng em cũng bắt đầu chia sẻ cho mọi người những loại lan mà ngày hôm nay em có, chiều tối ngày hôm nay có. Thì trước khi giới thiệu về những loại lan cho các bạn thì em xin giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé. Hình thức bán hàng của em sẽ ship code đi khắp mọi miền tổ quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng và thanh toán tiền với nhân viên bưu tá, họ phát hàng tận tay cho các bạn ạ. Đấy, và giá em báo chi tiết ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó, số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em để đặt hàng là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đây, em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0984754102. Đó. Và các bạn gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại để đặt hàng với chúng em nhé. Đó, bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những phần lan mà ngày hôm nay em có cho mọi người luôn. Đấy, như cái đầu tiên nhất để em giới thiệu chia sẻ mọi người là cái lan phi điệp vàng. Lan phi điệp vàng thì nói chung là cũng có lác đác, có những cây nó bị gãy đầu ngọn như này, nhưng mà gãy rất là dài nhé các bạn nhé. Phi điệp vàng này thì chúng ta sẽ chơi hoa vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Đó, phi điệp vàng thì có giá là 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Hôm nay chỉ còn độ khoảng chục kg này. Đó, cái lan phi điệp vàng của em đấy. Đó, một số thân lá ở gốc thì nó đã xuống vàng lá và xuống lá rồi nhé các bạn nhé. Nên là đang chuẩn bị đi vào mùa nghỉ chờ ra hoa rồi đấy ạ. Đó, 150.000 một kg phi điệp vàng nhá. Thân rất dài ạ. Nó phải dài chừng khoảng 1 mét nhé các bạn. Chỉ lác đác một vài thân ngắn thôi. Đó. Và tiếp theo đây có một mặt hàng. Mặt hàng này thì sẽ nở hoa vào dịp Tết này. Đây đang có những cái mầm này rất là tươi và khỏe nhé các bạn nhé. Về chúng ta chăm sóc để lên Tết là chúng ta chơi hoa ở những cái mầm này nhé các bạn nhé. Đó. Cái này là lan u lồi hay là còn gọi là lan ngũ tinh đấy ạ. Thì có giá là 280.000 một kg nhé các bạn. 280.000 một kg lan u lồi ạ. Và còn ở đây thì em có một dề kim thoa duy nhất. Là dề này bạn nào lấy thì em để giá cho là 100.000 nhé. Cái dề kim thoa này. Dề kim thoa này bây giờ đang có nụ nhé các bạn. Đấy. Đang lác đác có những thân là đang ra nụ rồi. Như những thân này vẫn còn chưa thấy ra nụ này. Đấy. Kể cả những cái thân già nó vẫn ra nụ bình thường nhé các bạn nhé. Chứ các bạn lấy những cái thân già này về chứ đừng cắt đi nhé các bạn. Đó. Nó vẫn còn cho ra nụ bình thường để chúng ta chơi hoa nhé. Đó. Một dề duy nhất thôi ạ. 100.000 nước dề kim thoa này. Và ở đây em có một phần cẩm báo. Phần cẩm báo thì lá nó cũng hơi nhăn nheo. Và đây, cẩm báo thì bây giờ cũng đang nụ như này đấy các bạn. Đó, có một phần duy nhất thôi. Lan cẩm báo thì phần này cũng là 100.000 nhé các bạn. 100.000 cho phần lan cẩm báo này. Và còn ở đây còn hơn cân lan bạch nhạn này. Hơn một cân lan bạch nhạn thôi. Đó, ở đây còn lấn cả cây trồn này. Hơn một cân lan bạch nhạn. Đó, cái bạch nhạn này có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Lan bạch nhạn 150.000 một kg. Đó. Và còn ở đây thì em có lan kiếm đỏ Cao Bằng đấy ạ. Kiếm đỏ Cao Bằng mỗi bó này là 60.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy. Kiếm đỏ Cao Bằng thì cho cần hoa nó khá là to dài. Bông mỗi cần hoa này nó cho to chừng khoảng bằng cổ tay á các bạn ạ. Màu đỏ rực hoặc màu đỏ gạch hoặc là màu hơi ngả vàng một chút nhé các bạn nhé. Về cái lan kiếm đỏ Cao Bằng này. Và ở đây em có một phần hương vani duy nhất này. Phần hương vani này có giá là 100.000 này. Chia sẻ mọi người là 100.000 nhé. Và ở đây là phần lan ý ngọc. Phần lan ý ngọc này là 150.000 nhé. Đó, phần lan ý ngọc này. Thì về cái mặt bông lan ý ngọc đây. Là bông vẫn còn đang nở như này đây. Và đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. 100.000 một phần này thôi ạ. Và còn đây là thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa này chúng ta trồng chậu rất là đẹp nhé. Thanh đạm sữa có giá là 150.000 một kg nhé. Đó. Và còn ở đây có một loại lan nữa cũng có giá là 150.000 một kg.
À em xin lỗi, cái thanh đạm sứa này có giá là 100.000 một kg thôi nhá mọi người nhá. Đấy cái thanh đạm sứa này lúc nãy em báo nhầm là 150.000 đó. Và còn còn cái môi tua này thì có giá là cũng hơi xấu xấu thôi nên là cũng có giá khá là rẻ là 120.000 một kg nhé các bạn. Chỗ này chắc chỉ còn độ 1 kg hơn 1 kg một tí. Đó. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì bây giờ đang lên mầm như này đây các bạn. Cây nó khá cong cong nên là nhìn nó khá rỗi nhưng mà đấy nó đều dài độ khoảng từ 10 phân trở lên các bạn ạ. Đó. Lan long tu xuân thì có giá là 280.000 một kg nhé. Ở đây em chắc còn độ khoảng 2 đến 3 kg cái lan long tu xuân ạ. Đó. Và tiếp theo đây thì em có cái lan Điện Biên Đông hay còn gọi là hương rừng đấy ạ. Đấy. Nói chung là hàng này thì chúng em vẫn chưa nhặt lựa kỹ đâu nên là lúc gửi lan đi cho các bạn chúng em sẽ tỉa kỹ và nhặt những cái thân gãy, cắt bỏ những thân gãy nhá. Đấy. Cái lan hương rừng này có giá là 250.000 một kg. Đấy, bây giờ cây cũng đang lên mầm gốc như này rồi nhé các bạn nhé. Đó, 220.000 một kg nhé các bạn. Lan hương rừng ạ. Và còn đây thì có còn ít sơn thủy tiên, toàn hàng dề thôi này. Như dề này chắc phải độ 1 kg. Đấy. Đó. Còn ba dề này. Đấy. Đây em cho đây là dề 1 đi thì chúng em vẫn cân lên tính tiền là 200.000 một kg thôi. Đó. Còn đây là dề số 2 này. Dề số 2 này chắc sẽ khá là nặng. Đấy, các bạn nào thích dề dề này chắc tầm khoảng 2 kg. Thì dề số 2 đây. Đấy, các bạn thích hàng dề thì em vẫn cân lên để tính tiền cho các bạn nhé. Dề này chắc tầm khoảng 2 kg, em chưa biết chắc là nó hơn 2 kg hay là dưới 2 kg nữa. Nhưng mà vẫn tính tiền là 250.000 một kg nhé. À 200.000 một kg nhé, em lại báo nhầm rồi. Đấy. Còn ở đây ít hàng rời lẻ lẻ này thì chia sẻ mọi người với cái giá là 170.000 một kg thôi. Đấy. Hàng rời lẻ lẻ này. Còn đây dề số 3 này to nhất này. Dề này rất là nhiều lá luôn. Tuy rằng thân hơi nhỏ nhưng mà toàn thân có lá thôi. Dề này rất là to đẹp. Đấy. Dề này chắc phải đến 4 cân các bạn ạ. Đấy, em vẫn tính tiền là 200.000 một kg thôi. Đó. Đấy, có 3 dề duy nhất nhá. Thì các bạn đặt hàng dề nào thì lấy dề đấy và cái phần hàng lẻ lẻ đấy là 180.000 một kg. Đó. Và còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn hàng kg này có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhá. Đấy. Hàng thân rất là to và đẹp nhá. Lác đác một vài ít thân lẻ thôi. Đó. Lác đác có một ít thân lẻ thôi. Thân vàng óng rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, đùi gà tròn ạ. Về cái đùi gà tròn thì bây giờ đang là cuối mùa hoa rồi các bạn ạ. Đấy, có những khóm là hoa vẫn còn nở một vài bông. Như ở dưới này cũng có bông này. Đấy. Đó. Cây thì bây giờ cũng đang bắt đầu xuống lá rồi các bạn ạ, để lên những mầm gốc mới thôi. Đấy. Đấy, ở dưới này bông này. Đó. Đấy. Hàng xếp khá là lộn xộn đúng không các bạn? Đấy, hàng khóm này. Đấy, thân này, vàng óng này, thân to vàng óng luôn này. Đó. Đấy. Đây, mặt bông của lan đùi gà tròn đây, rất là tím đậm. Tím rất là đẹp luôn, tím như kèn luôn đấy ạ. Đùi gà tròn ạ. Đó, 220.000 một kg thôi các bạn. Và còn ở đây em có hai dề đùi gà tròn nhé các bạn. Hai dề đùi gà tròn này. Đấy, như dề này đây thì có giá là 300.000 nhé các bạn nhé. Cho đây là dề số 1 này, thân to này. Đấy. Có một số những thân này là thân tơ nhé các bạn nhé. Sang năm ra hoa những thân này nhé. Nó đang xuống lá rồi này. Đó. Và còn đây một dề nữa này. Dề này có cả những cái mầm đang lên rất là to rồi. Đấy. Đùi gà tròn thì dề này là dề số 2 nhá. Dề này có giá là nhỉnh hơn một chút là 350.000 một cái dề số 2 này nhá các bạn. Dề số 2 này 350.000 và dề số 1 là 300.000. Đó. Và còn tiếp theo đây em có lan đuôi chuột thì có 4 bó như này đấy các bạn. Mỗi bó này chia sẻ với mọi người là 80.000 một bó nhá các bạn. 80.000 một bó, 4 bó. Đó. 4 bó lan đuôi chuột về chúng ta trồng một giò khá là to hoặc là các bạn có thể trồng giò nhỏ hơn thì tách hai ra. Đó. Đó, mỗi bó là 80.000 một bó nhé các bạn. Còn đây là lan đuôi chồn. Đây là lan chồn Bắc nhé các bạn. Chồn Bắc thì bây giờ có những cây mà vẫn còn đang nhú nụ như này nhé các bạn. Đó, vẫn còn đang nhú nụ như này. Có những cây thì nụ khá là dài.
nên là cũng cũng bị hỏng nụ đấy. Cái này thì em bán xô luôn cho mọi người, có lấn ít cây nhỏ nhỏ nhé các bạn nhé. Như những cây như này là xấu quá thì em bỏ ra đó, những cây như này là còn tạm được thì chúng ta ghép chung giò đấy. Đấy, như cây này cũng tương đối là nhỏ này đó. Còn đây này, toàn cây to nhé, lẫn lộn toàn cây to nhé, rất ít cây nhỏ thôi. Em bán xô cho mọi người là 250.000 một kg nhé. Chắc chỗ này chỉ còn độ khoảng 2 kg thôi đó. Và còn đây là Lana Nhất Điểm Hoàng. Nhất Điểm Hoàng thì có giá là 100.000 một kg nhé các bạn. Đấy, Nhất Điểm Hoàng 100.000 một kg đó. Đó. Và còn tiếp theo đây thì Ngọc Thạch, đây là Ngọc Thạch Lào. Ngọc Thạch Lào thì bây giờ chúng ta lấy về nuôi mầm nhé. Tại vì Ngọc Thạch Lào thì nở hoa vào tháng riêng rồi. Đấy, tháng riêng tháng 2 nở hoa rồi. Đó, Ngọc Thạch Lào có giá 180.000 một kg nhé các bạn. Thân nó mảnh hơn nhưng mà cho màu sắc rất là sặc rỡ ạ. Màu sắc thì sẽ cho chuẩn là 3 màu luôn, chứ không như cái Ngọc Thạch Bắc. Đó. Và đây là Ngọc Thạch Bắc đây. Ngọc Thạch Bắc thì bây giờ đang là mùa nụ nhé các bạn. Đấy, Ngọc Thạch Bắc bây giờ đang là mùa nụ nhá. Thân tơ nào cũng đang có nụ hết rồi. Đấy các bạn ạ. Đấy, cả những thân nhỏ như này nó vẫn đang cho nụ hết rồi. Còn như thân này đây vẫn còn chưa xuất nụ. À, có nụ ở đây. Đó. Như thân này cũng đang bắt đầu nứt nụ ở đây. Đấy, Ngọc Thạch Bắc này có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Đó. Nó sẽ có lấn cả một ít thân ngắn nha các bạn. Thân ngắn, thân dài nhá. Đó, lấn lộn nhá, hàng kg mà. Đó. Về nụ thì bây giờ đang nảy như là lũa rồi. Đấy. Nụ chít chít này. Đó. Và còn đây là lan kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa thì hàng giống này thì có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Đấy, còn hàng to đẹp của nó phải 250 đến 300.000 một kg cơ. Đó. Và còn đây là lan thập hoa. Lan thập hoa có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Đây đang lác đác có những thân là đang có nụ như này rồi nhé các bạn nhé. Lan thập hoa. Đó. Lan thập hoa đang có lác đác có những nụ như này rồi này. Đó. Bây giờ đang mấy là bắt đầu đi vào mùa nảy nụ thôi các bạn ạ. Đấy, như vạch ở dưới này cũng đang xuất hiện nụ khá là nhiều đấy ạ. Lan thập hoa có giá 150.000 nhé các bạn nhé. Và còn đây, tiếp theo đây là lan giáng hương. Đây là lan giáng hương tam bảo sắc ạ. Giáng hương tam bảo sắc, cái hàng xô xấu xấu này có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Đấy, 180.000 một kg. Loại hàng xô xô xấu xấu như này. Đó. Còn đây, lan tam bảo sắc thì bây giờ đang nụ như này rất là nhiều ạ. Và nụ to quá nó cũng dễ bị hỏng các bạn ạ. Đây, như cây này đây nụ dài như này và nụ bông của nó cũng rụng khá là nhiều các bạn ạ. Nên là chúng ta không mong được rằng là được xem nụ, xem hoa mùa này đâu. Đấy, nên là mùa này chúng ta cũng chỉ là cái mùa đang nụ, đang hoa này là cái mùa dễ ghép. Nên là chúng ta nên mua vào thời điểm này để thuần cây nhé các bạn nhé. Đấy, 180.000 một kg thôi, cái loại hàng xô xô này. Đấy, còn đây là hàng lá xếp này. Đây là hàng lá xếp đẹp nhá các bạn nhá. Đấy, mỗi bó này là 150.000 một bó như này. Đấy, 150.000 một bó như này nhá, hàng lá xếp đẹp luôn ạ. Đó. Đấy, 150.000 một bó như này. Mỗi bó thì nó sẽ rơi vào độ khoảng 3 hoặc 4 lạng gì đấy các bạn ạ. 3 hoặc 4 lạng gì đấy. Đấy, cây nó cũng vừa vừa thôi chứ không được to lắm. Đấy. Đó. Nói chung là đây, cây này, lá xếp rất là đẹp luôn. Đó, và tình trạng cây thì bây giờ đang là mùa hoa, cũng là mùa dễ ghép đấy các bạn ạ. Đó. Và còn tiếp theo đây thì em có lan kim điệp xuân này. Kim điệp xuân có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Kim điệp xuân bây giờ đang nảy mầm gốc như này nhé các bạn. Đó, kim điệp xuân, mẻ kim điệp xuân này khá là đều. Đấy, hôm nay về là mẻ kim điệp xuân này đều, thân đều này. Đấy, hàng thạch từng khóm khá là đẹp nhá. 150.000 một kg. Còn đây là sóc Lào. Sóc Lào thì bây giờ cũng đang là mùa nụ như này đấy các bạn ạ. Nhưng mà những cái nụ dài quá, lúc vận chuyển là nụ nó bị gãy, nên là không còn nhiều nụ để chúng ta chơi hoa đâu. Cái sóc Lào này thì có giá là 150.000 một kg đấy các bạn. 150.000 một kg sóc Lào nhá. Còn độ khoảng 2 kg này. Đó. Và còn ở đây thì em có lan hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Bắc nha mọi người nhá. Hạc vĩ Bắc thì đấy, mùa hoa đã hết mùa hoa và bây giờ đang lên mầm gốc như này thôi các bạn ạ. Đấy, đang lên mầm gốc như này, về chúng ta chăm sóc để chơi hoa vào cái dịp Tết nha các bạn nhá.
Đó. Lan hạc vị Bắc này có giá là 280.000 1 kg nha các bạn. Đấy, 280.000 1 kg lan hạc vị Bắc ạ. Và còn đây là kiều vuông, kiều mỡ gà đấy ạ. Kiều vuông thân dài kiều mỡ gà đây. Có giá là 250.000 1 kg nha các bạn. Đấy. Dòng này thì đang chuẩn bị cho vào mùa hoa rồi nhá các bạn nhá. Đấy, có những thân nào mà bị gãy thì chúng em sẽ cắt bỏ cho nhẹ, bớt cân cho các bạn. Đấy. Như cái này thì dùng kéo cắt mới được, nó dai lắm. Đấy. Nó có lác đác cả cây bé và cây to nhé các bạn nhé. Cây bé thì có ít thôi. Đấy. Cái này em vạch xuống dưới thì toàn cây to thôi các bạn. Đó. Đấy, cây to. Cây to vật vã luôn. Đấy. Hình như là cây bé nó chiếm khoảng 30%, còn cây to khoảng 70% các bạn ạ. Đấy. Cái lan kiều vuông này đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Kiều mới gà đấy ạ. Có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Hàng rất là nhiều lá, rất là đẹp ạ. Nói chung là nó cũng không phải dài quá mà không phải ngắn quá. Đấy. Hàng rất là đều đẹp ạ. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan kiều tím. Kiều tím miền Trung nhé các bạn nhé. Kiều tím miền Trung thì có giá là 350.000 1 kg. Loại lan này cũng đang rất hot với tất cả chúng ta đây. Loại lan này cũng đang đi vào mùa nụ. Như cây này cũng ra một nụ, nụ này bị gãy này. Đấy, trong lúc vận chuyển. Đấy. Về cái thời điểm này thì nụ ra khá là nhiều rồi, nên là như thân này đây thì nụ vẫn còn đang nụ, sưng nụ đây. Đó. Đó, sưng hai nụ luôn như thân này. Đây một nụ này. Đó. Đấy, bây giờ đang là mùa nụ của các loại kiều nhé các bạn nhé. Đó. Có một số loại thì nó đã nở hết hoa rồi, như kiều vàng thì cũng mới mới nở xong hoa rồi các bạn ạ. Chỉ còn ở vùng nào mà lạnh quá thì kiều vàng bây giờ vẫn còn đang có bông nhé các bạn nhé. Đó, lan kiều tím miền Trung này có giá là 350.000 1 kg nha các bạn. Đấy. Và còn đây là lan tiên hài. Lan tiên hài có giá rất là rẻ thôi, 100.000 1 kg các bạn ạ. Đấy, lan tiên hài. Dòng này thì cũng dễ là rất là dễ thuần, dễ trồng. Đấy. Nó cây thì nó ưa râm và trồng ở mặt đất bằng vỏ thông hoặc là bằng cái đá thấm thủy nhé các bạn nhé. Chỉ có giá là 100.000 1 kg thôi về cái lan tiên hài này. Đó. Còn ở đây là kiều vuông Lào đây. Kiều vuông Lào này thì thân ngắn nha các bạn nhé. Kiều vuông Lào này thân ngắn. Cũng có giá là 250.000 1 kg nha các bạn. Kiều vuông Lào này ạ. Đấy. Kiều vuông Lào thì hàng của nó chỉ có những khóm, những rề như này thôi. Chứ nó không được to thêm nha các bạn nhé. Đấy. Như này là thành thành khóm ở đây các bạn ạ. Đó. Đấy. Đây kiều vuông Lào đây. Dòng này chúng ta trồng lên chậu cho thân đứng rất là đẹp luôn. Đó. Có những khóm là thân rất là to. Đấy. Đó. Đây nhá. Đó. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì còn ít hàng như này thôi. Ở đây có một khóm thân to này. Đấy, một bó thân to này có giá là 100.000 này các bạn này. Có một bó duy nhất thôi kiều vàng, một bó thân to này. Đấy, còn ở đây là hàng nó thân nó hơi héo héo gầy gầy hơn thì có cái giá nó chỉ là 180.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Đó, kiều vàng đấy ạ. 180.000 1 kg. Và còn đây là đùi gà dẹt. Về cái lan đùi gà dẹt thì hoa nó cũng là màu hoa tím và nó nở hoa vào chừng khoảng tháng 2, cuối tháng giêng nhé các bạn nhé. Đó. Về cái đùi gà dẹt này cây bây giờ cũng đang lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Đấy. Bây giờ cây đã chút hết lá rất là nhẹ cân luôn các bạn ạ. Chúng ta mua 1 kg rất là dôi về được cái đầu cây. Đó. Mà giá lại rẻ, chỉ có giá là 150.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đó. Bây giờ cây đang nứt mầm gốc này rất là nhiều luôn này. Đó. Vì cái lan đùi gà dẹt này. Đó. Và tiếp theo đây thì lan hoàng lạp. Lan hoàng lạp có giá là 150.000 một cân đây ạ. Đấy, lan hoàng lạp thì chắc còn độ khoảng 4 kg gì đấy thôi. Thì cái lan hoàng lạp này. Đấy, bây giờ đang lên nảy mầm gốc này. Đây một cái mầm gốc rất là tươi này. Đó. Rất là khỏe đấy ạ. 150.000. Và tiếp theo đây cũng một mặt hàng nữa 150.000, đó là lan báo hỉ nhé các bạn. Lan báo hỉ cũng còn độ khoảng 3 kg này. Đó. Lan báo hỉ có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Và còn đây một phần nhất điểm hồng. Phần nhất điểm hồng này thì chia sẻ mọi người là 100.000 nhé các bạn. Có một phần duy nhất ạ, nhất điểm hồng ạ. Đấy, 100.000. Và tiếp theo đây thì là lan hoàng thảo xoắn nhé các bạn.
Hoàng thảo xoắn thì toàn hàng dê đẹp thôi các bạn ạ. Đấy, hoàng thảo xoắn thì có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn, hoàng thảo xoắn ạ. Đấy, đây hoàng thảo xoắn đấy ạ. Đấy, hàng rất là đẹp luôn ạ, 300.000 1 kg hoàng thảo xoắn nhá. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Các bạn đặt hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc ạ. Đó, đây là về cái lan kiều tím của cơ sở chúng em đây, hàng rất là đẹp ạ. Đấy, hàng rất là đều đẹp nhé các bạn nhé. Đó, có những khóm từ 2 lạng trở lên nhé các bạn. Và lác đác có những khóm lẻ này thì em sẽ bù vào cho nó đủ kg cho các bạn thôi. Chứ còn để mà bốc hết những hàng lẻ này cho các bạn thì không có đâu các bạn ạ. Đấy, tại vì tất nhiên 1 kg thường thường thì nó sẽ khoảng 2 dề như này. Đó, dề 5 lạng, 3 lạng, gần như toàn 3 lạng trở lên nhé các bạn nhé. Đấy, như các bạn lấy 1 cân thì có khả năng là cũng tầm 2, 3 dề, 4 dề. Vì nó còn thiếu cân thì em bù vào. Đấy, như khóm này đây tuy rằng là nó xuống lá nhưng nó vẫn sẽ cho hoa bình thường nhé các bạn nhé. Như thân này đây thì vẫn còn đang sưng nụ này. Đó, đây nụ sưng này. Đấy, đấy, hàng rất là đẹp ạ, hàng kiều tím phiên hôm nay. Đó, ôi mẹ, lan kiều tím này đều lắm các bạn ạ. Thân nó ngắn ngắn vừa vừa mà đều lắm. Đấy, đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.